Em xin kính chào các bác nha. Để đến với video của em kênh hàng Nhật Bãi. Hôm nay em giới thiệu đến các bác là hai cái mẫu cối xay thịt của nội địa Nhật sử dụng điện áp là 100V. Mặt hàng các bác đang xem đó là em bảo hành cho mình là 3 tháng sử dụng. Các bác nhận hàng được kiểm tra chứ mà bu cục. Địa chỉ em đang bán nằm ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em ship hàng thì có cọc, chuyển khoản đủ thêm bao ship. Lưu ý, cọc là các bác trả tiền ship. Không để mất thời gian của các bác, em đi vào chi tiết. Em chúc các bác là xem video vui vẻ. Mình xem được video, mình nhấn nút like, nhấn đăng ký kênh, ủng hộ em. Cảm ơn các bác. Thì đây là hai cái cối của một hãng Amway của Mỹ và một cái hãng là Shipper. Cái mẫu này là của là hình như là của Mỹ luôn đó, công suất qua thị trường Nhật. Thì những cái dung tích lớn là hàng là xịn hết các bác. Cam qua nè, cái này thì nhìn trên video thì các bác thấy là cái này có mới hơn này một xíu, thì cái giá nó sẽ cao hơn một chút xíu, công suất lớn luôn. Thì những cái cấu này là các bác xây tầm là được một tiếng ngoài thịt nè, cam quay nè các bác. Thì cam qua thì nếu mà những người người mà biết mua hàng xài hàng thì em cũng không có nói nhiều các bác, là người ta kiểu như là biết cái chất lượng của hàng Mỹ rồi, tiêu chuẩn Mỹ, tiêu chuẩn Nhật rồi, chứ còn mà để nói lăn tăn chi nữa. Còn những người đã không biết đó thì em sẽ inbox họ, em sẽ hướng dẫn giải thích cặn kẽ cho. Thì nói trên đây nó sẽ dài dòng, mất thời gian, mất in Japan, điện áp 100, công suất 230 đó. Thì cái mẫu này là có to đùng luôn các bác nè, cái lưỡi nè, các bác thấy cái lưỡi không, quá xuất sắc. Đặc biệt hai cái cấu này các bác đều là có nhựa nhựa Mỹ hết nha các bác, là không có bể như những có thủy tinh, nó tiện lợi. Ý em nói đây là nó ít bể, mình gớt lỡ tay làm gớt nó không bể, chứ không phải mà nó không bể các bác đem dục đập thì cái gì mà còn đó. Thay cho đúng khớp cho em, này nó có dấu dây nè đó. Thì tí em sẽ báo giá cho các bác. Thì giá cả thì các bác biết rồi, kênh của em thì ưu tiên là cái giá công khai. Nếu mình mua hàng á, thì mình lưu ý giúp em là nếu mà mặc cả là em dứt khoát em không bán được nha, cái này mới thiệt, trừ khi các bác chuyển khoản đủ bao ship thôi. Cái giá em đưa ra thì nó bao hợp lý rồi đó. Thì xay cho em nè đó, các bác nghe cái tiếng không, xay im re, không có một cái tiếng gọi là sèn 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 gì đâu. Tắt cho em cái nút tắt này, đồng nghĩa là cái nút nhấp, là coi như mình để đồ vô nó đặt nhiều quá mình nhấp nhấp như nè đó. Nó mạnh ghê không, nó nhấp như vậy để cho đồ của mình nó nhừ ra rồi mình bắt đầu mình mới xay đó. Rồi tắt cho em. Thì qua bên đây giới thiệu cái mẫu super này, cái mẫu là công suất 360 luôn, rồi em sẽ báo giá. Thì nhìn ở trên video các bác thì mình có thể là thấy cái cấu này nó bự hơn, cấu này nó nhỏ hơn, nhưng thật sự thì nó cũng không có chênh lệch gì nhiều, tại vì cái cấu này nó làm cái bề mặt nó hơi rộng đó, còn cái này thì nó làm bề mặt hơi nhỏ tí, nhưng mà cái dung tích nó tương đương. Thì cái cấu này, cái cấu super này nè các bác nè, các bác thấy anh em đang gần các bác coi nè, nó có là những cái lưỡi đánh bột. Thì bên Nhật người ta hay làm mochi này kia đó, là dạng như cái bánh 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 bột đó, bột gạo đó nè. Công suất là 360 luôn nè, làm em đã ngược nó quay lại. Các bác là muốn làm bánh làm trái gì mua cái máy này, nó có những lưỡi đánh bột luôn nè, rất tiện lợi. Mà em bán rẻ cho 360 ngàn, là 360W điện áp 100. Nè, nắp nè. Nói chung là em bán giá tốt cho. Thật sự là đây nè, nó có hai cái lưỡi nè các bác, lưỡi đánh bột và lưỡi gì đó, một cái dài cái ngắn. Thì hình như là cái lưỡi ngắn là đánh bột này, còn cái lưỡi này thì người ta xay cái gì đó. Còn nó chính là nó là xay thịt nè, cái lưỡi nè, chà bá không, bao đẹp, tiêu nhức nách cho các bác nè đó. Ngon lành chưa, không im đây không, em không lấy tiền. Đây nè, nó có chữ nè là made in Japan luôn nè, biết các bác có thấy rõ không á. Đây nè đó, made in Japan luôn nha, xịn là bao mới đẹp xịn như các bác luôn. Thì nói chung là hàng bãi thì cái nó có thể là xấu xí gì cái ngoại thất, nhưng cái nội thất thì bao đẹp. Đem thôi, cái này có thể gỡ ra được nha các bác, nhưng mà mình phải là gỡ nó hơi là nó có chốt nè,
đó mình phải gỡ cái, mình cầm hai tay rồi mình xay nó. Rồi bây giờ em cắm điện vào rồi em bá em hướng dẫn các bác xài test cho các bác coi nè. Thì bây giờ cái đầu tiên là mình xài cái lưỡi này là đánh lưỡi này là mình xay thịt. Thì xay thịt nè, xay cá, xay cua, mình làm cái gì đó mình làm tùy theo cái mục đích của mình sử dụng. Đây. Cái cấu này riêng, cái cấu này thì nó có hai cái lưỡi đó để đánh bột. Thì mình nếu mình làm bánh trái này kia mà mình làm biếng, mình ngại cái việc nhà bột nó khó nhập đó, thì mình mua cái này cho em xay nè. Đó, nhẹ te tắt nè, nút tắt cũng là nút nhấp đi ra kia thôi đó. Ngon lành cành đào cho các bác chưa, một tiếng sẽ báo giá luôn cả hai. Thì bác nào nếu mà có nhu cầu thì mua nhanh gọn lẹ cho em, còn nếu mà đã xem kênh của em mà kiểu như là mình đã là có nhu cầu là mình muốn mua đó, thì mình đặt cái niềm tin mình nhận lại cái chất lượng. Cái thứ nhất đó, mình đến với cái hàng cũ là mình mong muốn được gọi là chất lượng, thì em đáp ứng cái bác gọi là cái chất lượng đó. Cái thứ hai là cái mẫu mã, bây giờ là mua hàng cũ đầu tiên là cái chất lượng, cái thứ hai là cái mẫu mã, cái thứ ba là cái giá tiền. Cái mẫu mã là cái đẹp cái xấu đó, nó ảnh hưởng đến gọi là cái giá tiền. Thì mình mua cái đẹp cái xịn cái tốt thì bắt buộc phải mình chịu chi, còn mà nếu mà đẹp mà xịn mà tốt rẻ thì không có đâu. Có ở chỗ những người ta bán, người ta lấy cặp của bác, người ta lấy tiền của bác, người ta không gửi là có. Còn đối với em, mình trao đi cái niềm tin, mình nhận lại cái chất lượng. Thì gặp video của em mình coi, mình cảm thấy muốn mua quá nhưng mà kiểu như mình còn lăn tăn, thì hẹn lại những cái video khác, mình nhắn đăng ký kênh, mình theo dõi video Zalo, và từ từ rồi mình sẽ mua. Đó là nếu những bác có ý định mua nha. Còn những bác mình kiểu như mà người ta không có quen cái kiểu mua hàng mà ở trên mạng thì người ta cũng ngại lắm, người ta không thể mua được các bác. Cái này em nói thiệt nè, lưỡi nè, tại lưỡi này thì đánh như lưỡi này nó vậy thôi thầy, chứ không có gì khó trơn á. Nói chung là em là cũng nói là hết nước hết cái rồi. Mua hàng của em lưu ý khỏi mất thời gian của nhau là các bác đừng có mặc cả đó đó đó. Lưu ý giúp em là gì, các bác mặc cả em cũng không bán được đâu. Cái này em nói thiệt, em mua tính tiền, mua tiền vận chuyển rồi giờ lời, cái gọi là cái tình cảm thôi chứ cũng không có mà gọi là lời nhiều đâu các bác đó. Thì bây giờ cái giá nha, mẫu ông qua đây là 1,4 triệu, mẫu bên đây là 1,2 triệu đó. Thì đúng cái giá mua thì vui lòng liên hệ qua Zalo, cọc cho em mỗi sản phẩm là 200.000. Lưu ý cọc là các bác trả tiền ship, chuyển khoản đủ giá trị 100% giá trị đơn hàng, là mặt hàng các bác mua đó. Em bảo em bao ship kèm bảo hành cho mình là 3 tháng, thì em bán hàng dưới 1,5 triệu em bảo hành cho mình là 3 tháng, trên 1,5 triệu là 1,6 triệu 7,8 triệu đó, em bảo hành cho mình là 6 tháng. Nếu nhu cầu của những bác nào muốn thêm bảo hành mỗi tháng cho em 100, em ví dụ cái này 1,4 triệu thêm bảo hành 3 tháng cộng thêm 300 là 1,7 triệu. Thì bên đây thì nó cũng vậy, nó khỏi nói đi nó lại mất thời gian. Thì em sẽ nhắc lại hai cối xay thịt của nội địa Nhật hiệu Amway và hiệu Super, hai mẫu này là hàng Mỹ hết đó. Điện áp vẫn là 100V vì nó là sử dụng cho thị trường Nhật, công suất 230, công suất 360. Bác nào có cái nhu cầu cho gia đình mình đông người hoặc quán xá đó thì mua những cái này, chuyện đầu tiên bền, bao bền cho các bác đó. Rồi mình mua hàng mình nhắn qua Zalo cho em nha. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác cùng gia đình nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ, chân thành cảm ơn.